Hello, đã có bạn nào tham gia livestream chưa nhỉ? Hello, xin chào các bạn. Rồi, các bạn đã tham gia livestream, chúng ta say hi nhé, để cô giáo nhìn thấy comment của chúng ta này. Hôm nay thì cô Ngọc sẽ chữa đề thi thử mà các bạn vừa mới thi xong đúng không? Rồi, cô giáo xin chào bạn Mai Vi. Rồi, xin chào bạn Nguyễn Hữu Nghĩa. Rồi, các bạn đã tham gia livestream nghe rõ chưa nhỉ? Đây là một đề mà tham khảo nhá, dành cho 2K4. Và hôm nay thì cô giáo cho các bạn thi từ 20 giờ đúng không? Đến 21 giờ, được chưa ạ? Lát nữa thì sau khi mà cô giáo livestream xong ấy thì cô giáo sẽ công bố bảng xếp hạng cho các bạn. Đây là một cái đề thi thử trung học phổ thông quốc gia nhá, đề thi thử thử xem thế nào. Rồi chào Minh Anh, chào Trịnh Giang, rồi cô giáo xin chào Thu Hà. Phùng Nhung, em mất gốc làm cực lắm cô ơi. Rồi mất gốc thì cần phải thật sự là chăm chỉ nhá. Giai đoạn này thì chúng ta nhớ là bây giờ đã là thi giữa kỳ 1 rồi. Xong rồi đến Tết, xong rồi bắt đầu đến chuẩn bị đến giai đoạn luyện đề rồi đấy. Nên là những bạn nào mất gốc bây giờ thì chúng ta cần phải tăng tốc gấp 5, gấp 10 lần những bạn khác để chúng ta có thể nắm chắc kiến thức nền tảng để còn chuẩn bị luyện đề nhá. Chứ mất gốc thì đến khi người ta luyện đề mình lại đang học kiến thức nền tảng là sẽ chậm hơn rất nhiều đấy. Rồi cô giáo xin chào bạn Hồ Minh Đức. Rồi xin chào bạn có 500 chỉ. Sao hôm nay các bạn làm đề có cảm thấy thế nào ạ? Đây là một đề thi thử trung học phổ thông quốc gia. Và lát nữa thì cô giáo sẽ tiết lộ với các bạn là cái đề thi này là đề thi của một sở, được chưa ạ? Trong năm của anh chị 2K3 và hôm nay thì mình 2K4 thử tham khảo, thử làm đề này xem được bao nhiêu điểm nhá. Tính đến thời điểm này, bây giờ mình thi hết giữa kỳ 1 rồi. Và nếu mà mình làm thi đề thi thử trung học phổ thông quốc gia thì mình đang được khoảng mấy điểm rồi, đúng không? Rồi, ok, làm ổn cô ạ. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chia đề ngày hôm nay luôn các bạn nhá. Nào chúng ta nhìn cô giáo câu hỏi số 1. Kiểu toàn từ vựng ý cô á, đề này không phải là một đề khó nhá. Không hề là một đề toàn từ vựng gì cả. Nope, ok. Đề này rất vừa sức với các bạn. Đề thi của một sở, được chưa ạ? Rất vừa sức, không khó. Nào bây giờ cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 1 nhá. Câu hỏi số 1 thì chúng ta chọn cho cô giáo đáp án là gì? Nào, câu hỏi số 1. Rồi, các bạn đang bảo là đề ok cô hả? Thế thì tốt. Câu hỏi số 1 chọn đáp án gì nào? Ở đây thì các bạn nhìn thấy cô giáo đó là phát âm đuôi gì? Đuôi ED đúng không? Thế câu này rất đơn giản. Với phát âm đuôi ED thì chúng ta có 3 cách phát âm đúng không ạ? Theo quy tắc thì chúng ta có 3 cách phát âm này. Cách phát âm thứ nhất chúng ta phát âm là t, đúng không ạ? Phát âm thứ hai chúng ta phát âm là t, và thứ ba thì chúng ta phát âm là d. Thế nhưng anh nhìn vào đáp án A, từ này của chúng ta thì là đọc là believe. Vậy trước khi thêm đuôi ED mình đọc là v, vậy chúng ta sẽ có believed, đúng không ạ? Ở đáp án B thì từ này là bao gồm, chúng ta đọc cho giáo là gì? Contained. Contained, đúng không? C chúng ta có từ attract, có nghĩa là thu hút. Mình thấy phát âm âm cuối trước khi thêm đuôi ED là âm phụ âm bật hơi, attract. Như vậy chúng ta có attracted, ok? Và D thì chúng ta có delay, thì chúng ta sẽ có là delayed. Như vậy thì đáp án chính xác câu số 1 đương nhiên sẽ là đáp án gì? Đáp án C, đúng không ạ? Cô giáo đang nhìn thấy rất nhiều bạn comment đáp án này. Lát nữa cô giáo sẽ cho các bạn thử xem bảng điểm của mình nhá. Cô giáo sẽ ghi đáp án của một bạn lên đây nhá, để chúng ta xem là cô giáo sẽ gọi nhá. Rồi cô giáo gọi thứ nhất, coi như như kiểu gọi lên bảng nào. Thứ nhất này, cô giáo thấy có bạn Thu Trà đang đưa ra đáp án như sau. Từ từ để cô giáo xem nào. Bạn Thu Trà đưa ra cho cô giáo 5 câu đầu tiên này. 1 bạn chọn C này, 2 bạn chọn C, 3 bạn chọn A, 4 bạn chọn D và 5 bạn chọn B. Thì anh nhìn xem cô giáo xem là bạn đầu tiên là bạn Thu Trà đúng không? Khách mời đầu tiên là Thu Trà trong buổi live hôm nay này. Đấy, thử xem là bạn có đúng hết không nhá. Nào nào, cho anh nhìn câu số 1 đi. Câu số 1 C thì bạn ấy đúng rồi, attracted. Câu số 2 nhá. Số 2 thì ở đây cũng là một câu rất là đơn giản này. Mà câu này mà đi thi, đúng không? Đi thi ấy, thì nó được xếp vào cái dạng gọi là nhận biết. Câu nhận biết là câu dễ nhất rồi đúng không? Ở đây thì chúng ta có gì? À, chúng ta có angry. Angry thì cái chữ A này này nó chính là nguyên âm ebet, angry đúng không? Ở đáp án B chúng ta sẽ có cho cô giáo từ này là gì? Abandon. Như vậy chúng là âm gì? Âm ebet đúng chưa? Ở đáp án C chúng ta sẽ có từ này là danger. Như vậy nó sẽ là âm gì? Âm A, danger. Và đáp án D thì chúng ta có từ là ngôn ngữ, chúng ta đọc trong Ngọc là language. Như vậy là âm ebet. Vậy suy ra đáp án chính xác của chúng ta cho câu số 2 sẽ là đáp án gì? Đáp án C, đúng không? Rồi để cô giáo lấy một cái bút nhớ nhé. Xong rồi là in đậm cái đáp án lên cho chúng ta. Danger này, attracted. Tiếp theo chỉ trung học câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3 của chúng ta đó là một câu hỏi phát âm đúng không ạ? Ở đáp án A chúng ta có cho cô giáo này cái đuôi x này này. Thì thường ấy trọng âm sẽ theo quy tắc ấy thì là nó sẽ đứng trước cái âm x này này. Như vậy chúng ta sẽ đọc là gì? Historic. Historic thì nó sẽ là trọng âm 2 đúng không?
Ở R&B thì tính từ hùng vĩ, kỳ vĩ, đúng không? Chúng ta là marvelous. Marvelous thì thằng này nó sẽ chọn một, đúng không ạ? C thì từ này của chúng ta là gì ạ? Dedicate. Dedicate thì chọn mấy? Chọn một. Và đáp án D chúng ta có từ này là gì? Tương tự, giống nhau, đúng không? Similar chúng ta cũng có chọn âm 1. Vậy là suy ra 2111 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Rồi, tốt, rất tốt luôn. Tiếp theo là câu số 4, nhưng mà vẫn mới chỉ là những câu nhận biết, đúng không ạ? Câu số 4 này, ở đây là trọng âm của từ hai âm tiết. Thường nhá, trong đề thi Trung học Thông quốc gia là sẽ có một câu có hai âm tiết và một câu là chứa các từ có từ ba âm tiết trở lên. Hai âm tiết thì mình có thể dựa vào loại từ, ví dụ như là ở đây. Ở đây bạn A thì bạn sẽ có cho giáo từ này là cover. Mặc dù nó vừa có thể là danh vừa có thể là động, đúng không? Nó là trọng âm dương tiết thứ nhất, mình đọc là cover. Ở đoạn B chúng ta đọc từ này là party. Party thì nó sẽ là trọng âm 1, đúng không ạ? Buổi lễ. Ở đáp án C, rồi cô giáo cho hoài thương. C thì chúng ta có cho giáo từ gì? Human. Human thì nó sẽ là trọng âm mấy? Trọng âm 1. Và đáp án D chúng ta sẽ có từ này cho cô giáo là gì? Preserve. Nó là gì? À, động từ trọng âm theo quy tắc sẽ dương âm tiết thứ hai. Như vậy mình có 1, 1, 1, 2. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi, đúng không ạ? Như vậy là bạn Thu Trà đây này, đúng hết toàn bộ 4 trên 4 của phần trọng âm phát âm rồi, rất tốt. À, bây giờ đang là 9 giờ 12 phút, tầm 9 giờ 30 phút thì chắc là anh trợ lý, anh Đức trợ lý của cô Ngọc thì sẽ chấm xong bảng điểm ngày hôm nay nhé. Cô giáo sẽ đọc điểm cho chúng ta ngày hôm nay nhá. Xem là ba bạn nào điểm cao nhất ngày hôm nay thì cô giáo sẽ tặng bạn cuốn 2500 tự cộng từ vựng nhé. Rồi, như vậy là 4 trên 4, các bạn nào 4 trên 4 không? Được chưa? Tiếp theo nào, chúng ta chuyển ông Ngọc câu hỏi số 5. Câu số 5 của chúng ta như sau. Why don't you take part in Miss Universe 2021? Đúng không ạ? Tại sao bạn lại không? Đúng không ạ? Thật ra thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây là kiến thức về câu tường thuật, đúng không? Ừ, câu tường thuật. Và chúng ta thấy là cái hàm ý ở trong cái câu tường thuật trực tiếp này này, why don't you, sau đó cộng với động từ nguyên mẫu ấy, là mình đưa ra một cái lời gì, một lời gợi ý. Không phải là mình hỏi, không phải hỏi tại sao mà mình gợi ý người ta. Là thực ra Adam gợi ý là hãy đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ đi. Như vậy là Adam nói hãy đi thi đi, tức là Adam khuyên chúng ta hãy đi thi đi, đúng không ạ? Vậy cái hàm ý ở đây là khuyên ai làm gì? Khuyên ai làm gì thì các con nhớ ngay đến cấu trúc của chúng ta, đó là advise somebody này, cộng với to verb, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án chính xác của Ngọc sẽ là đáp án B. Rất là tốt luôn, đúng không? Như vậy là Thu Trà 10 điểm nhá, 5 trên 5. À, bạn Tranh Leo có nói là em nộp trễ thì có được tính không cô? Nộp trễ mà máy nó vẫn cho con nộp thì tức là con sẽ có điểm. Mà nộp trễ mà nó không cho nộp thì tức là sẽ không có trong bảng điểm của cô, được chưa? Nào bây giờ nhiều cô giáo câu hỏi số 6. Bây giờ cô giáo sẽ gọi một bạn thứ hai. Khách mời thứ hai là bạn gì đây? Bạn Diệu Hằng nhá. Diệu Hằng đưa ra đáp án của 5 câu tiếp theo như sau này. 6 đi. Rồi, ok. 7 đi. Rồi, 8 đi, 9 A, 10 A. Rồi, bạn đưa cả đáp án của phần gì ạ? Phần đọc hiểu nữa. 8 đi này, 9 A, 10 A. Thế bây giờ chú ấy nhìn xem là bạn Diệu Hằng đúng được bao nhiêu câu nhá. Câu hỏi số 6 của bạn là một câu gì nhỉ? Viết lại câu mà từ thì quá khứ đơn chúng ta sẽ chuyển sang thì gì? Chuyển sang thì hiện tại hoàn thành. Đây là một loại câu cực kỳ phổ biến trong đề thi rồi. Ở đây các con nhìn thấy có ago, đúng ạ, một hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ rồi. Câu này dịch là gì? Anh ấy thì lần cuối cùng ăn đồ Trung Quốc là 2 tháng trước. Vậy 2 tháng trước lần cuối mình ăn thì suy ra là gì ạ? Mình đã không ăn đồ Trung Quốc, đúng không ạ? Trong vòng gì? 2 tháng rồi, đúng không? Không ăn trong vòng 2 tháng rồi. Như vậy thì các con sẽ có ngay cho cô giáo đáp án chính xác sẽ là D. He hasn't eaten Chinese food for 2 months, đúng không ạ? Đấy. Phan Hoàng Phúc bảo là ồn ồn quá cô à? Các bạn nghe đường âm thanh có ổn không? Hay là cô giáo... Ờ, chắc là do cô nói to quá nên nó bị rè đấy. Cô là hay bị cái bệnh nói to. Như vậy là cái câu số 6 này thì đáp án chính xác là đi. Đây là một loại câu cực kỳ là đơn giản nhá. Và đi thi đừng có mà để mất cái câu này. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 7. Câu số 7 ở đây thì chúng ta thấy là kiến thức của động từ khuyết thiếu, đúng không ạ? Cho anh nhìn cô giáo là A là should cộng verb thì nó sẽ là gì? Nên làm gì này? Must cộng với verb thì có nghĩa là phải làm gì này, đúng không ạ? Rồi, doesn't have a to thì nó có nghĩa là không phải làm gì này. Và cuối cùng chúng ta có may cộng với verb thì nó có nghĩa là có lẽ, đúng không ạ? Có thể. Thế thì cái câu này chúng ta dựa vào cái từ probably ở trong câu gốc ấy. Thì probably nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là kiểu như là không chắc ấy, có lẽ thôi. Cô ấy có lẽ sẽ mua căn nhà này vào tuần tới. Nhưng mà cô ấy có lẽ, thế thì chúng ta sẽ chỉ đổi sang một cái không chắc, đó chính là may cộng với verb mà thôi, đúng không? Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi, đúng chưa ạ?
Rồi bây giờ chuyển sang phần đọc hiểu. Thì theo vì khuôn khổ thời gian của một livestream trên fanpage, cô dạy thì không quá được trên một tiếng, cho nên là cô Ngọc sẽ đưa đáp án của phần đọc hiểu nhá. Bây giờ cô thử xem đáp án của bạn có đúng không này. Nhưng cô vẫn chấm được xem bạn có đúng đáp án đọc hiểu không. Câu số 8 thì bạn ý chọn đáp án là đi, đúng không ạ? Rồi câu số 8 này thì cô giáo cũng đồng ý là đáp án đi. Câu số 9 ở đây thì bạn ấy đang chọn đáp án là A. Đây là gì? Là scientist, cô giáo đồng ý. Câu số 10, bạn, câu hỏi người ta nói là dòng nào dưới đây thì không liên quan đến việc, đúng không ạ? Daydreaming, đến sự mơ mộng. Đó là đáp án gì? À, chính xác, cô giáo sẽ chọn A, đúng chưa ạ? Như vậy là ở đây thì là bạn nào đây nhỉ? Bạn Diệu Hằng à? Rất tốt, 10 điểm, ok. Tiếp theo thì cô giáo sẽ đưa ra đáp án của phần đọc hiểu nhé. Từ câu 11, phần này thì cô giáo sẽ không gọi nữa. Tí nữa cô giáo gọi sau, những câu nào cô giáo trước thì cô giáo sẽ gọi. Còn đọc hiểu cô giáo sẽ đưa đáp án để các con đọc, được chưa ạ? Câu 11 của chúng ta thì các bạn chọn cho cô giáo đáp án là C, đúng chưa ạ? Câu số 12 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là C. Question. Câu số 13 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là D. Và câu 14 thì các bạn chọn hộ cô giáo đáp án là B, được chưa ạ? Rồi, như vậy là các bạn nhìn qua một lượt cho cô giáo toàn bộ bài đọc hiểu để tí mình đọ xem là mình được bao nhiêu điểm nhé. Bây giờ chuyển tiếp Ngọc sang phần này và bây giờ chúng ta bắt đầu comment cho cô giáo từ câu hỏi số 15 đi. Chúng ta bắt đầu comment cô giáo từ câu hỏi số 15 đến câu hỏi số 19, cứ 5 câu 1 nhá. Nào bạn thứ 3 ngày hôm nay trong buổi live cô giáo gọi xem nào, bạn nào nào. Come on, come on. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thứ tư trong bài ngày hôm nay, đó chính là 15 câu hỏi từ vựng ngữ pháp của đề, đúng không ạ? Phần này cố gắng là lấy điểm từ 12 đến 15 câu trên 15 nhá. Cô giáo nhìn thấy một bạn rồi, bạn trong lớp của cô Ngọc đây, Trần Hương Giang đưa ra đáp án như sau. Hương Giang có đáp án là 15D này, 16B này. Hãy nhớ nhá, hôm nay là đang là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia nha. 18A này, 19B. Để xem thi xong giữa kỳ 1 rồi thì các bạn làm được đề này, một cái đề thi thử năm ngoái của anh chị 2K3 của một sở thì được khoảng bao nhiêu điểm. Câu số 15 thì bạn chọn D là water. Thì câu này các con thấy kiến thức là câu gì? Câu bị động. Bạn nào mà còn đang mơ màng về kiến thức câu bị động cần phải học lại ngay, vì đây là một kiến thức, đây là phần kiến thức rất trọng tâm. Câu này các bạn nhìn thấy có by này cộng với tân ngữ, đúng không ạ? Có by cộng với tân ngữ thì đây là một cái dấu hiệu để gì? Chỉ ra được là câu bị động. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Họ được kể bởi người bà khi mà họ đến thăm bà vào tuần trước. Thực ra dịch nghĩa là dịch từ trái qua phải thì nghe nó hơi bị ngang. Ý của câu này là gì? Họ được bà kể cho nghe câu chuyện này khi họ đến thăm bà tuần trước. Vậy họ là người được kể, cho nên chúng ta thấy câu bị động thì sẽ là cấu trúc chủ ngữ này, sau đó các con cộng be này, sau đó các con cộng với P2 của động từ. Vậy thì tuần trước thì các con sẽ chia động từ to be ở quá khứ đi với chủ ngữ số nhiều, các con sẽ chia là were, sau đó cộng P2 của động từ tell, đó là told, đúng không? Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi. Tốt. Câu bị động. Tiếp theo câu hỏi số 16. Câu hỏi số 16 của chúng ta như sau. Đây là một cái câu hỏi về gì? Về cụm từ. Câu này là một câu khó hơn trong tổng số 15 câu ở phần này này. Ở đây mình có A là respect. Respect của chúng ta có nghĩa là gì nhỉ? À, sự tôn trọng, đúng không ạ? Toàn bộ 4 đáp án A, B, C, D của chúng ta nó đều là danh từ hết. B của chúng ta thì từ này là gì? À, cái sự kính trọng đấy, đúng không? Danh từ này. Ở đáp án C thì chúng ta có từ sự gì? Sự tôn sùng, đúng không ạ? Ờ, nghe có vẻ cũng giống giống nhau, đan á nhau. Và D, honor là cái sự vinh dự, đúng không ạ? Đáp án nào sẽ là đáp án cho cái câu hỏi số 16? Thì để ý yêu giáo nhé. Ở đây nó là một cụm từ. Đây là một cụm từ. Và chúng ta có một cụm từ gì đó, in hay gì đấy. Nó có nghĩa là được đánh giá cao. Được đánh giá cao. À, chúng ta có to be held. Đây, cô giáo sẽ viết lên đây các bạn nhé. Đó là to be held in high gì đó này. Mình đang cần phải điền vào. Hoặc là này, hold somebody in high gì đó. Thì nó có nghĩa là được đánh giá cao. Và câu này là ông John ý, thì rất là được đánh giá cao, đúng không ạ? Được kính trọng, được tôn trọng vì những cái dedication, vì những cái sự tận tụy cống hiến của ông ấy cho cái ngôi trường này, đúng không ạ? Vậy theo các bạn thì đâu sẽ là đáp án? Câu này đi thi mà chưa gặp bao giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tự đoán thôi. Đáp án là gì? Yeah, đáp án chính xác của chúng ta đó là esteem, đúng không ạ? Các bạn nhớ giáo này, chúng ta có cấu trúc nhé, đó là to be held in high esteem hoặc là hold somebody in high esteem, có nghĩa là được đánh giá cao hoặc là được tôn trọng, được kính trọng, quý mến, đúng không ạ? Ừ, như vậy đáp án là B cho cô. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta đó là một câu hỏi về từ loại. A là motivation, đó là danh từ.
Be là motivator, cũng là một gì, một danh từ. C của chúng ta là motivational, là một tính từ. Và D là motivate thì nó là một động từ. Vậy câu này phải điền là danh, động tính hay là trạng? Thì câu này các bạn để ý vô giáo ý, với những câu hỏi từ loại, chúng ta phải nhìn đằng trước, đằng sau, tức là từ liền trước, từ liền sau của ô trống để mình đoán được xem là cái từ cần điền nó bổ nghĩa cho từ nào trong câu. Thì đằng sau các con có từ top, nó là một danh từ đúng không ạ? Đằng trước là là một mạo từ. Đương nhiên một mạo từ thì sẽ phải cộng với một danh từ rồi. Vậy đứng trước danh từ thì các con phải có một gì? À, một tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau. Đúng không ạ? Để thể hiện cái bản chất của cái danh từ đằng sau. Thì danh từ đằng sau là từ top. Từ này động từ thì là nói, mà danh từ là cuộc nói chuyện, cuộc trò chuyện. Vậy thì chúng ta cần tính từ ở đây là motivational, nó có nghĩa là gì ạ? Mang cái tính động viên, mang cái tính truyền khích lệ. Đấy, một cuộc nói chuyện mang tính khích lệ. Vậy là chúng ta chọn đáp án là C, motivational, hiểu không ạ? Rồi, câu này mình dịch là gì ạ? Trước mỗi một trận đấu ý, thì huấn luyện viên sẽ nói chuyện, đúng không ạ? Có một cuộc nói chuyện động viên tinh thần cho cả đội, để cả đội làm sao để keep the spirit up, tức là để giữ vững tinh thần cao, đúng không? Đây, như vậy là đáp án chính xác là C cho cô. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 18 này. Câu 18 này thì bạn Trần Hương Giang đang chọn đáp án là A là word giving. Thì câu này các con sẽ thấy ngay đáp chuyên đề mà chúng ta cần phải học ấy để làm được câu này, đó chính là sự phối hợp thì, đúng không ạ? Sự phối hợp thì của động từ. Ở đây thì các bạn nhìn vô giáo này, chúng ta có when, đúng không ạ? Sau đó mình lại có động từ chỉ ở dạng quá khứ. Thì các con lại nhớ ngay cho cô đó là gì ạ? Cô lấy một cái bút màu xanh nhé, để viết cho nó khác cái màu đen này đi này. Rồi, các con sẽ có cho cô giáo này, đó là một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào, đúng không ạ? Hành động đang diễn ra các con chia thì quá khứ tiếp diễn, và hành động xen vào các con chia thì quá khứ đơn, đúng không? Ừ, thế thì khi mà chúng tôi khi này, đấy, khi mà chúng tôi làm sao đây? À, đang thuyết trình về cái chủ đề là gì? Di sản văn hóa thế giới, các di sản thế giới của UNESCO, thì máy tính bị hỏng. Breakdown là bị hỏng. Vậy là máy tính đột nhiên hỏng trong lúc mình đang thuyết trình. Vậy cái đang thuyết trình thì các con sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn, còn đột nhiên hỏng thì người ta đã chia quá khứ đơn sẵn cho mình đấy rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có we were giving, đúng không ạ? Chính xác. Ở đây thì các con nhớ cô giáo nữa là gì ạ? Chúng ta có give này, đúng không? A presentation, presentation thì nó có nghĩa là gì? Thuyết trình bằng với từ present something đấy, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 thì các con sẽ thấy là kiến thức của chúng ta đó là về gì? Về so sánh kép, đúng không? So sánh kép hay còn gọi là so sánh càng càng. Ví dụ như là chúng ta hay nói một câu rất là quen thuộc trong giao tiếp là càng đông càng vui, đúng không ạ? The more the merrier, càng đông càng vui chẳng hạn. Thì đây chính là so sánh càng càng. Thế thì so sánh càng càng ấy là cả hai vế so sánh của chúng ta này đều phải có the đã, đúng không? Vậy thì từ đây các con có thể loại trừ được cho cô đáp án C với đáp án A vì nó không có the ở đứng đầu. Các con B với D. Tiếp theo thì cả hai vế của so sánh càng càng các con đều phải là ở dạng so sánh gì? So sánh hơn cơ. Thế nhưng mà đáp án D thì các con thấy là the most thì nó lại là dạng so sánh hơn nhất rồi. Vậy suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B, the more difficult. Đúng không ạ? Và câu này dịch là gì ạ? Những cái câu đọc hiểu mà càng khó ấy, thì gì? Cậu bé này lại càng trở nên hứng thú, đúng không? Rồi, như vậy chọn B cho cô nhá. Rồi, như vậy là bạn nào đấy, Trần Hương Giang là rất tốt luôn, 10 điểm, đúng không ạ? Tiếp theo, chuyển trung học câu hỏi số 20 đến câu hỏi số 24 nhé. Bạn nào cho cô giáo đáp án 20 đến 24, bạn thứ tư ngày hôm nay cô giáo gọi này. Có bạn nào comment được, cô giáo thử xem trên máy tính các bạn đã đưa ra đáp án chưa? 20 đến 24 có bạn nào chưa? Rồi, úi dồi, Thu Phượng Tác, các bạn vào đông quá nhở. Nào, khóc luôn, sai câu 17, tranh leo. Câu 17 à, ồ... Câu 17 là một câu từ loại đúng không? Nào, câu 20 có bạn nào, một bạn nam đi nào, có bạn nam nào không nào? Rồi, cô giáo nhìn thấy Trọng Trường Hồ Minh Đức. Ok, cô giáo gọi bạn Trọng Trường nhá, bởi vì bạn Trường comment nhanh hơn này. Rồi, bạn Trường đưa ra đáp án như sau cho cô. Bạn thứ tư đúng không? Bạn Trường đưa ra đáp án như sau này. 20 bạn chọn đáp án là A. Rồi, 21 bạn chọn đáp án là B. 22 bạn chọn B, 23 bạn chọn A và 24 thì bạn chọn C. Bây giờ hãy nhìn vào ô giáo câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 thì các bạn để ý ô giáo này, cái kiến thức của chúng ta đó là về gì nhỉ? À, về một mệnh đề chỉ thời gian, đúng không ạ? Thế thì với mệnh đề chỉ thời gian thì các con sẽ để ý ô giáo câu 20, xin lỗi. Mệnh đề chỉ thời gian này, ở đây thì con thấy là cái thì của cái mệnh đề người ta cho sẵn ấy, đang để là will have cộng với là P2, tức là thì tương lai hoàn thành rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhớ ô giáo là
Với tương lai hoàn thành thì chúng ta hay thường ghép với gì á? Ghép với by the time. Đó. By the time sau đó cộng với mệnh đề liền sau chia hiện tại đơn, và mệnh đề còn lại thì chia thì tương lai hoàn thành, đúng chưa? Và câu này thì mình sẽ dịch là gì? Họ sẽ chịu lạnh và đói trong 6 giờ đồng hồ trước khi, đúng không, mà gì, chúng tôi tìm thấy họ trong ở trên một cái ngọn núi đã phủ đầy tuyết. Vậy một cái hành động trong tương lai xảy ra trước một cái mốc thời gian ấy thì chúng ta có thể chia thì tương lai hoàn thành. Vậy là suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Đây là một câu nhá rất hay gặp trong đề thi trung học thông quốc gia luôn. Cái câu kiểu như này này, đấy, by the time cộng với là mệnh đề liền sau chị hiện tại đơn và mệnh đề còn lại chia thì tương lai hoàn thành, được chưa nào? Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 này thì các bạn sẽ thấy là câu này thì hơi khó hơn một chút này. Ở đây thì các con sẽ thấy là một câu hỏi về sự kết hợp từ, đúng không ạ? Một câu hỏi về sự kết hợp từ. Các bạn sẽ có bốn động từ: A là take, B là hold, C là cost và D là make. Vậy đâu sẽ là cái động từ mà đi với từ fortune ở đằng sau này này? Đó. Và chấm 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 a fortune thì nó có nghĩa là làm giàu, đúng không? Và câu này của chúng ta sẽ dịch như sau. Những cái người mà street vendors thì các con sẽ dịch là những người bán hàng rong nha. Những người bán ở hàng rong ấy, đẩy ở trên đường ấy. Những người bán hàng rong ấy thì có thể kiếm được cả bội tiền, kiếm được rất nhiều tiền từ những cái gì ạ? Từ những cái quán trà rất là nhỏ, khiêm tốn, đúng không? Với những cái uống thức uống rất là đơn giản. Đấy, và rẻ tiền đó. Và ở đây ý là những người như có bán trà đá chẳng hạn, đúng không? Và đáp án chính xác của chúng ta có phải là hold không? Không phải là hold rồi. Đáp án chính xác của câu này sẽ phải là đáp án đi cơ các bạn yêu Khánh Huyền ơi. Đúng rồi đấy, đó là make. Các bạn nhớ cho cô này, đó là make a fortune. Nó là gì? Kiếm được cả rất nhiều tiền, làm giàu, kiếm được bội tiền, đúng không ạ? Ừ, đáp án là đi nhá. Tiếp theo, chủ trung Ngọc câu hỏi số 2. Như vậy có 21 này là loại ra được rất nhiều bạn đây này. 22, chúng ta có A là with, B là between, C là of và D là for. Đây là một câu hỏi về giới, giới từ, đúng không ạ? Giới từ này thì nó lại đi kèm với lại gì ạ? Với lại cái từ ở phía trước chúng ta có gì ạ? À, từ phía sau là and đây này. Đó. Chúng ta có and rồi. Thế thì các bạn sẽ thấy ô giá là chỉ có between thì sẽ đi với and thôi. Nó có nghĩa là giữa hai cái gì? Between humans and animals, tức là giữa con người và động vật. Anh ấy thì đang gì? Đang nghiên cứu về những similarities, những cái điểm giống nhau, và differences, những cái điểm khác nhau giữa con người và động vật, đúng không? Đáp án là B, between, rất tốt. Tiếp theo, câu hỏi số 23. Câu hỏi số 23 thì kiến thức của chúng ta là liên từ. Đấy, những bạn nào 2K4 đang trong giai đoạn ôn thi giữa kỳ 1, điểm giữa kỳ chưa mấy khả quan, chưa biết là làm thế nào, ôn cái gì để chúng ta có thể thi Trung học phổ thông quốc gia, thì qua bài ngày hôm nay các con có thể tổng hợp được cho cô những cái chuyên đề mà ít nhất các con bắt buộc phải nhớ, đúng không ạ? Bởi vì đây là một đề thi năm ngoái của 2K3 đấy, đúng chưa? Đấy, Trung học phổ thông quốc gia nhá. Cái đề này là cái đề rất gần với lại đề thi thật này. Ý là nó là cái khoảng thời gian sau ấy. Đấy, cho nên là chúng ta có thể là dựa vào đề này để mình tổng hợp những cái phần nào mà mình cần phải học, đúng không? Nếu mà điểm thi giữa kỳ 1 của mình chưa mấy khả quan thì phải tăng tốc lên, đúng không? Không thể nào lười biếng được nữa đâu. Câu hỏi số 22 của chúng... 23 các con thấy là liên từ, đúng không? Nếu mà because of thì các con sẽ cộng với gì? Cộng với lại danh từ này, cụm danh từ hoặc verb in này, đúng không? In spite of thì tương tự cũng cộng với danh từ hoặc là verb in này. Because thì các con cộng với mệnh đề này, và though thì các con cộng mệnh đề. Because of và because thì có nghĩa là bởi vì. Thế còn in spite of và though thì các con sẽ dịch là mặc dù. Đầu tiên các con sẽ loại trừ được cho cô giáo hai đáp án, đó là đáp án C và đáp án D. Bởi vì ở đây là sau ô trống cần điền, đó là một cụm danh từ, đó là đại dịch Covid-19. Thế thì các bạn nhìn là bởi vì hay mặc dù này. Thế thì câu này mình dịch là gì ạ? Vì đại dịch Covid-19, đúng không? Cho nên là việc giáo dục trực tuyến ý, thì đang được áp dụng ở hầu hết tất cả mọi nơi trên thế giới, đúng không? Phùng Nhung may em thi văn với anh à? Rồi, chúc bạn may mắn. Chúc bạn may mắn thế thôi, nhưng mà cái quyết định vẫn là cái kiến thức của trong đầu mình. Because of, đúng không ạ? Ôn bài đi, because of, nha. Rồi, ok. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Bạn Đỗ Thị Nhật Linh hỏi cô Ngọc là ai có link đề không? Đấy, link đề cô giáo đã gửi cho các bạn rồi, trước khi thi, trên fanpage ấy. Nào, câu hỏi số 24. Câu hỏi số 24 của chúng ta đó là kiến thức về câu hỏi đuôi. Đề này rất là hay đấy nhá. Mom, it isn't safe to go on vacation at present.
Mình có cho cô giáo là at present, nó có nghĩa là bằng với từ từ now ấy, đúng không? Mình nghĩa là bây giờ, presently. Bây giờ ấy, mẹ ơi, bây giờ thì thật việc mà đi gì ạ, đi du lịch thì không an toàn đúng không ạ? Thế thì với câu hỏi đuôi thì kiến thức của chúng ta như thế nào? Ở đây các con thấy là cái mệnh đề trần thuật ấy, người ta đang để ở dạng gì? Dạng phủ định. Thì phần đuôi để dính được vào câu thì chúng ta cứ nhớ là gì? Nó phải trái dấu đúng không? Trái với âm thì phải là dương, chúng ta phải để dạng phủ định, đúng không ạ? Dạng phủ định thì các bạn sẽ để ý vô giáo đó là gì? À quên, dạng khẳng định. Dạng khẳng định thì chỗ này nó là isn't to be rồi. Khẳng định của isn't là is, đúng không? It thì vẫn giữ nguyên là đại từ it. Như vậy đáp án chính xác sẽ là C. Và đây là một câu hỏi nhận biết trong đề thi, một câu hỏi chống liệt ấy, đúng không? Đáp án là C, tốt. Như vậy là bạn Trọng Trường sai mất của cô giáo ở cái câu hỏi về sự kết hợp từ, đúng không? Trường đó, đúng không Trường? Sai mất một câu, 8 điểm nhá. Tiếp theo, Trường Trung Học từ câu hỏi số 25 đến câu hỏi số 29. Nào, có bạn nào đưa ra đáp án không? Rồi, cô giáo sẽ chọn bạn số 5 ngày hôm nay, đó là bạn Khánh Huyền. Rất là comment chăm chỉ. Chăm chỉ comment từ nãy giờ đấy này. Huyền đưa ra đáp án như sau này. Số 25 thì Huyền chọn B này, 26 Huyền chọn A này, 27 Huyền chọn C này, 28 Huyền chọn A và 29 Huyền chọn D. Hãy nhìn vào câu hỏi số 25, chúng ta có chuyên đề gì được nhắc đến trong câu này? Đó chính là một chuyên đề cũng rất trọng tâm, trật tự của tính từ. Đúng ạ? Trật tự của tính từ. Thế thì các bạn nhắc đến trật tự tính từ thì thứ nhất đó là chúng ta hay có cái trật tự tính từ Oxacom đấy, đúng không? O này, S, A, S, C, O, M, P, đúng không? Hoặc là các bạn thấy là chúng ta có thể đảo S cho A cũng được. Thế bây giờ này, từng chữ cái một trong cái chuỗi này, nó chính là chữ cái đầu tiên của những cái từ tiếng Anh ý. Ví dụ, O là từ chữ cái đầu tiên của từ opinion, là tính từ chỉ về quan điểm, đánh giá cá nhân thì sẽ đứng đầu tiên. Vậy các con nhìn vào bốn đáp án ABCD thì cái tính từ nào, tính từ beautiful là xinh đẹp, nó là chỉ quan điểm. Vì sao lại là quan điểm? Bởi vì bạn có thể thấy xinh nhưng bạn kia không thể thấy xinh, thấy xấu. Vậy đó chính là cái đánh giá cá nhân thôi. Vậy nó phải đứng đầu tiên, beautiful, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được cho cô Ngọc hai đáp án, đó là đáp án D và đáp án A. Ta còn B, C là beautiful large round wooden hay là beautiful round large wooden. Được chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ có cho giáo là gì ạ? À, chúng ta có large có nghĩa là lớn, đúng không? Kích thước, round là hình dạng, đúng chưa ạ? Và wooden thì nó là gì? Là chất liệu. Ở đây thì bạn chọn B là beautiful large round wooden. Thật ra với câu hỏi số 25 ý, thì các bạn nếu mà các bạn để ý nhá, thì trong hai từ điển Cambridge và Oxford thì đều chấp nhận hai cái trật tự, đó là SAS hoặc là SSA đều được. Cho nên với câu hỏi số 25 như thế này thì cô giáo thấy rằng là để large round wooden hay là round large wooden đều ok. Vì nếu như mà theo cái cấu trúc là OSSA, tức là size này, rồi đến gì nhỉ? Rồi đến shape này. À không, size rồi đến shape à? Ừ nhỉ? Thế thì chỉ có một đáp án thôi, size rồi đến shape mà. Size là kích thước thì large phải đứng trước, shape là round. Ok, câu này chỉ có đáp án B thôi nhá. Chỉ có đáp án B thôi, C không được. Đúng không? Chỉ có đáp án B, yeah. Tiếp câu hỏi số 26 này. Câu hỏi số 25 này thì chúng ta sẽ dịch như thế nào ạ? Có một chiếc bàn gỗ này rất là tròn này, to, rất là đẹp, đúng không ạ? Và đó là món quà của những cái gì? Người bạn thân nhất của tôi trong cái ngày tân gia nhà mới, đúng không ạ? Rồi, câu hỏi số 26. 26 này thì đây là một câu phân loại này. Trong đề thi thì các con thấy phân loại người ta sẽ sử dụng gì nhỉ? Thành ngữ chẳng hạn. Idioms. Đấy. Thành ngữ. Thế câu này chính là câu trong đề thi tiếng Anh thì câu này chính là câu vận dụng cao đấy. Đấy, thành ngữ. Thế bây giờ chúng anh nhìn có A là gloom. Gloom à? Bạn Khánh Huyền, bạn chọn gloom. Thì với câu 26 ấy thì thật ra là câu này vận dụng cao, nhưng với đề này thì câu này cũng không quá khó. Chắc là cái câu này, thành ngữ này thì khả năng là rất nhiều bạn đoán được. Chúng ta có cho giáo doom and gloom ấy, thì nó có nghĩa là cảm thấy bi quan, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bế tắc, đúng không? Và câu này mình dịch là gì? Những bức thư mà anh ấy viết ý, thì đầy cái sự bi quan. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết được là, đúng không ạ? Vẫn chưa biết là điều gì khiến cho anh ta cảm thấy bi quan chán nản đến như vậy, đúng không? Đấy, cho nên chúng ta có cho giáo đáp án là A, được chưa? Rồi, tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 27. 27 chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây chúng ta có cho cô giáo cũng là một câu hơi nhỉnh hơn, tức là cái độ khó nó khó hơn một tí xíu, một câu vận dụng trong cái đề này. A là being read, B của chúng ta là read, C của chúng ta là having read, read hoặc là read cũng được, và D là to read. Thì kiến thức của chúng ta đó chính là về gì ạ? Về rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Có bạn nào thấy khó phần này không?
Rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ hay là lần đầu tiên nghe thấy cái chuyên đề này không? Rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ. Hai mệnh đề có cùng chủ ngữ, ngay cái tên của nó là nó biết là ở đây có hai mệnh đề và hai mệnh đề ở đây có thêm một điểm chung, nó có cùng một chủ ngữ. Vậy các con nhìn ở cái mệnh đề đằng sau là I still couldn't understand, nó có chủ ngữ là I. Vậy mệnh đề trước của chúng ta có cùng chủ ngữ, tức là nó cũng có chủ ngữ là I, đúng không? Đấy, nhưng mà nó sẽ rút gọn, đúng không? Thế câu này mình dịch là đọc xong hướng dẫn hai lần tôi vẫn không hiểu là làm thế nào có thể sử dụng được cái máy này nữa, machine. Làm thế nào để sử dụng cái máy này? Vậy thì các con thấy là cái việc mình đọc ấy là việc gì ạ? Việc chủ động, đúng không ạ? Mình tự đọc được. Như vậy khi mà hai hành động có cùng chủ ngữ mà chúng ta rút gọn một mệnh đề mang tính chất chủ động thì các con có thể rút gọn còn lại gì? Còn lại verb in hoặc là having cộng P2 nhá. Các con có thể sử dụng là having cộng P2 khi rút gọn mệnh đề mang tính chủ động. Khi rút gọn mệnh đề mang tính chủ động. Có bạn hỏi cô như sau: thưa cô, tại sao phải là having cộng P2? Thì để người ta nhấn mạnh nhá, để người ta nhấn mạnh cái việc mà mình vừa rút gọn là việc xảy ra trước. Cái mệnh đề nào xảy ra trước thì các con sẽ dịch, sẽ chuyển thành having cộng P2. Được chưa? Thế câu này là mình đọc xong rồi, mình vẫn không hiểu thì việc đọc đương nhiên là nó sẽ xảy ra trước rồi, đúng không ạ? Và không hiểu là việc xảy ra sau. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có đáp án là C. Hoặc là các con có thể rất là nôm na mình hiểu là sau khi đọc xong hai lần thì tôi vẫn không thể hiểu được cách sử dụng cái máy này, được chưa nào? Đấy, như vậy đáp án là C. Cô Ngọc đang thấy bạn Lê Thị Hồng Nhật có đang phàn nàn là sai những câu ngớ ngẩn quá đi. Đấy, đi thi chuẩn thông quốc gia là cái kỳ thi cuối cùng trong cái đời học sinh của mình để lên đại học rồi. Mà sai linh tinh cộng vào là bay ngay một điểm nhưng rất là nhanh luôn nhá. Cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận. Rồi, câu hỏi số 27 này chúng ta chọn CEO giáo. Tiếp theo câu hỏi 28. Câu 28 của chúng ta ấy, đây là một câu, cũng là một câu vận dụng. Một câu về cụm động từ, đúng chưa? Cụm động từ. Ở đây chúng ta có cho giáo này. À không, câu 29 mới là cụm động từ, cô giáo nhầm. Nhầm. Câu 28 là của chúng ta là một câu idiom. Idiom, đúng không ạ? Idiom à, thế thì là một câu vận dụng cao. He didn't tell anyone about his situation. He kept it under his... A là hat, B là rock, C là bag và D là tongue. Bạn nào mà đã có cuốn 2500 từ vựng của cô rồi thì đừng có mà sai câu này nhá. Bởi vì cô giáo chắc chắn cho các bạn là cô giáo đã dạy rồi. Và không phải là cô giáo like quyển này, mà cô giáo like quyển em của nó là quyển 1006. Chắc chắn đã like cái cục này rồi nha, đúng không? Thế nên là làm càng nhiều cái quyển sách 2500 ấy là chúng ta càng có xác suất gặp trong đề rất cao. Đấy. Còn đương nhiên là những câu vận dụng cao này không thể giới hạn được. Bởi vì nó rất là mênh mông, không thể giới hạn được phần từ vựng và thành ngữ hay cụm động từ. Không thể các bạn nhá. Chúng ta chỉ là càng làm nhiều đề thì càng tốt thôi. Và làm xong đề thì mình ghi chép lại vở ấy. Cái câu số 28 này này thì chúng ta có cho cô một cái thành ngữ nó bằng với lại cái cụm là keep something secret. Tức là giữ một cái điều gì đấy trở thành gì? À, giữ một điều gì đấy là bí mật. Đúng không ạ? Thì phải là keep somebody something under someone gì? À, someone's hat. Được chưa? Giữ một điều gì đó là bí mật, không giữ bí mật điều gì không nói cho ai. Câu này dịch như sau: anh ấy thì không nói cho ai về cái tình hình của mình, anh ấy giữ bí mật về điều đấy, đúng không? Đấy, đáp án chính xác cô Ngọc sẽ là đáp án A, đó là hat nhá. Đấy, giữ cái gì đó dưới mũ của mình không cho ai xem. Đấy, mình cứ nhớ nghĩa đen là như vậy. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 29 này. Bạn nào làm từ câu hỏi số 25-29 nhà giỏi quá nhà Khánh Huyền à, chưa sai câu nào. In these difficult times, the company may have to... A là take up, đây mới là câu cụm động từ này. Và câu này là một câu vận dụng, đúng không ạ? Cũng là một câu phân loại. Take up, turn down, put off hay lay off. Thì cái câu này cho thấy này. Đầu tiên take up thì khi mà chúng ta theo đuổi một cái gì là sở thích mới ý, thì chúng ta có thể sử dụng cụm động từ này. Đấy, take up là theo đuổi cái gì đó mới, theo đuổi một cái sở thích chẳng hạn. Turn down thì nó có nghĩa là gì ạ? Từ chối. Hoặc là các con có thể dịch là gì ạ? Vặn nhỏ âm lượng xuống cũng được. C là put off thì put off nó có nghĩa là trì hoãn, đúng không? Và đáp án D chúng có lay off thì nó có nghĩa là sa thải. Thì câu này các con sẽ có công ty à? Công ty thì khả năng sẽ là từ sa thải đây. Câu này mình dịch cho giáo như sau này. Trong cái thời kỳ, thời điểm khó khăn như thế này ý, thì công ty có thể phải sa thải lên đến 100 người, 100 lao động, đúng không ạ? Đấy, như vậy chúng ta chọn D cho giáo nhá, lay off. Vậy là Khánh Huyền à, 10 điểm, rất giỏi luôn, tốt. Đấy, được chưa?
Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần thứ tư trong đề ngày hôm nay, đấy là 15 câu từ vựng ngữ pháp. Nhìn lại cho cô giáo nhá, đây là một đề thi thử Trung học thông quốc gia. Bây giờ nhìn lại này, nó có bao nhiêu câu từ vựng? Nó có một câu, nó có 1 2 3, 3 câu, trong đó thì có hai câu idioms, một câu cụm động từ, một câu kết hợp từ với lại một câu về từ loại. Còn lại là các cái chuyên đề ngữ pháp mà chúng ta đã được học ở kỳ 1 rồi đấy, đúng không? Tất cả các chuyên đề này cô giáo đều dạy hết rồi. Tức là đã dạy hết ở trong 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 lớp live C ấy, được chưa ạ? Turn down nó là turn, không ạ, turn down nó là từ chối bạn nhé. Từ chối chứ không phải là sa thải đâu. Lay off mới là sa thải, được chưa ạ? Rồi tiếp theo chuyển trung học sang phần part 5 này, phần thứ 5 của đề ngày hôm nay. Đấy là trong đề thi ý, thì bao giờ cũng sẽ có 3 câu phần chọn lỗi sai. Và đây này, đây là phần các bạn gỡ điểm lại đi. Những bạn nào mà lúc nãy bảo sai những câu ngớ ngẩn thì chúng ta hãy gỡ điểm lại với 3 câu chọn lỗi sai. Đề thi trung học thông quốc gia luôn có 3 câu, không phải 6 điểm phần này nhá. Bây giờ nhìn câu 30 này. Thường ý, theo cái lối ra đề thì thường sẽ là hai câu nó sẽ sai về ngữ pháp, thuần ngữ pháp thôi, và một câu nó sai về sự kết hợp từ hoặc là những cái từ cặp từ mà dễ gây nhầm lẫn. Đấy, đấy là xu hướng ra đề là thường là như vậy. Thế bây giờ chúng ta thử xem này. Câu 30 của chúng ta, A thì sẽ là my, B là today, C là they và D là it. Câu 30 này thì là thuần ngữ pháp. Thuần ngữ pháp. Cho anh nhiều đó là câu này chọn gì? Ok, cô giáo sẽ gọi bạn thứ 6 trong bài ngày hôm nay nhá. Nào, mời vị khách thứ 6 trong livestream này, cô giáo ghi tên một bạn lên đây nhá. Cô giáo có nhìn thấy bạn con ong chăm chỉ lớp của cô Ngọc này. Rồi, ok, bạn con ong chăm chỉ. Cái tên nói lên tất cả, con ong chăm chỉ đưa ra đáp án như sau. 30 bạn chọn D này. Rồi, 31 thì bạn chọn B này. 32 bạn chọn B. Ở đây cô giáo sẽ cho 3 câu phần này đã nhá. Câu 30 thì chính xác đáp án là D, đúng rồi. Vì sao lại như vậy? Thì có một cái mẹo như thế này này. Tức là nếu như trong câu chọn lỗi sai ấy, mà người ta gạch chân phần tính từ sở hữu hoặc là đại từ sở hữu hoặc đại từ tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu hoặc là đại từ tân ngữ hoặc là đại từ chủ ngữ nhá, thì thường ý, cái lỗi sai nó thường nằm ở cái chỗ là thường nằm ở cái đáp án đấy. Thì câu này các con thấy là có đại từ này, có cả là my, they và it, đúng không ạ? Thật ra cái câu 30 này thì nó có cả tính từ sở hữu này, đại từ chủ ngữ này, đúng không? Rồi là đại từ tân ngữ. Cái câu này thì bắt buộc là chúng ta phải xem này. Đầu tiên các bạn để ý ô giáo này, đó là khi có chủ ngữ ai thì đương nhiên là chúng ta sẽ có tính từ sở hữu là my rồi, đúng không? Rồi tiếp theo này, chúng ta có gì ạ? À, chúng ta có cái chủ ngữ là they. Chủ ngữ là they thì không thể nào mà chúng ta lại đi cái đại từ tân ngữ của nó lại là ít được, mà they thì đại từ tân ngữ của nó phải là them, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì? Đáp án đi. Và câu này mình sẽ dịch cho cô giáo như sau này. Hôm nay hôm nay thì cái kết quả của cái bài thi gì, bài thi miệng và kiểm tra miệng, bài thi vấn đáp của em đã gì, đã được công bố. Vì thế, đúng không? Vì thế tôi gì hy vọng rằng là họ sẽ không gì, sẽ không đưa cái thông tin, đưa cái kết quả lên trên bảng tin, đúng không? À các bạn ơi, cô giáo đã nhìn thấy là anh trợ lý của cô Ngọc đã gửi bảng điểm tiếng Anh đây rồi, anh Hoàng Chí Đức. Em gửi chị, ok, rồi. Để xem nhá, có bảng điểm rồi các bạn ơi. Chúng ta dừng lại một chút xem bảng điểm một tí. Cô giáo đang nóng lòng xem là các bạn là 10 không. Wow, ôi, kinh nhờ, giỏi thế nhờ. 5 con 10 luôn. 5 con 10. Rất tốt, 5 con 10. Giỏi đấy. Cô giáo có bạn gì đây? Bạn Đinh Thị Cẩm Tú, bạn Trần Thị Dung, bạn Khánh Linh, bạn Hoàng Lương, bạn Đào Thị Thu Huyền và bạn Phạm Yến Vi. À, 6 con 10 các bạn, 6 điểm 10. Như vậy là 6 điểm 10. Trần Hương Giang lớp cô Ngọc 9,8 hả con? Đấy, wow, giỏi quá nhở. Như vậy có 6 điểm 10. Khủng khiếp, 6 điểm 10. Rồi, ok. Và để cô giáo xem là điểm thấp nhất ngày hôm nay là mấy nào. 1,8, có một bạn được 1,8 và 13 bạn được điểm 2. Một số bạn 2,2, 2,4. Rồi, những bạn này cần phải rất là cố gắng nhá. Được chưa? Rồi, như vậy là cô giáo tuyên dương 6 bạn điểm 10. 3 bạn điểm cao nhất ngày hôm nay vừa là được điểm 10 này, vừa là nộp bài sớm nhất là bạn Đinh Thị Cẩm Tú, bạn Trần Thị Dung, bạn Khánh Linh. Toàn là bạn nữ à? Thì hãy inbox trực tiếp cho fanpage để cô Ngọc tặng cho các bạn cuốn 2500 từ vựng của cô nhá. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy nhìn cô giáo. Nhìn cho cô giáo nhé. Câu hỏi số 31. Câu 31 của chúng ta như sau.
Bây giờ cô giáo sẽ gửi bảng điểm cho chị admin của page để chị sẽ lên bảng điểm cho các bạn nhé. Đây là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia nha. Và đây là một đề khá hay, khá bám sát cái mức độ khó của đề thi minh họa năm ngoái. Đấy, được chưa? Câu số 31 này, A của chúng ta đó là từ improper, B là confident, C là such as và D là customers. Câu này chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn để ý cô giáo này. Trong câu hỏi số 31 ấy thì lại là một câu gì? Một câu liên quan đến từ vựng, đó là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Ở đây các con có cái từ confident là một cái từ rất là bình thường, đúng không? Ai cũng biết từ này có nghĩa là tự tin, confident. Tuy nhiên thì trong cái câu này chúng ta đã không thể điền từ tự tin vào đây được, bởi vì các bạn cứ dịch mà xem. Cái công ty thì đã sử dụng không đúng những cái thông tin, chẳng nghe thông tin mà lại một cách tự tin à? Không thể nào mà lại sử dụng tính từ tự tin để đưa ra bản chất của một cái thông tin được, đúng không ạ? Đấy, như vậy thì ở đây các bạn sẽ có cho cô giáo đó chính là gì á? Đáp án là B. Và confident thì các con phải đổi ra confidential, vì confidential thì nó có nghĩa là mang tính bảo mật đó. Nó cùng là tính từ nhưng mà hai này là hai cái từ vựng khác nghĩa nhau. Một cái là tự tin, đúng không? Một cái là gì? Có tính bảo mật, được chưa? Và cả câu thì chúng ta sẽ dịch lại như sau này. Công ty thì đã sử dụng không đúng thông tin có tính bảo mật cao. Ví dụ như là gì? Tên này và địa chỉ của khách hàng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu hỏi số 32. Đương nhiên thì câu số 32 sẽ là một câu còn lại liên quan đến ngữ pháp. Và đây là một câu nhận biết thôi. Các bạn nhìn thấy cô giáo là ở đây người ta đang, bạn ý đang chọn đáp án là B là were thì quá chính xác rồi. Were của chúng ta phải đổi cho giáo đó là sang động từ to be thể hiện ở thì hiện tại, đó chính là A. Many countries are now concerned. Rất nhiều cái quốc gia hiện đang lo ngại bởi cái mức độ gì? Hoạt động kinh tế rất là thấp, đúng không ạ? Rồi, đáp án của cô giáo là B, chuyển thành A. Như vậy là bạn nào đây nhỉ? Có nong chăm chỉ à? 10 điểm, 0,6 điểm ở trong đề thi đấy. Tiếp theo, chuyển Trung Ngọc sang phần, một phần mà trong đề mà các bạn cũng rất hay là không được điểm tối đa, đó chính là phần gì ạ? Đó chính là phần đồng nghĩa trái nghĩa. Đồng nghĩa nhé các bạn nhá. Câu hỏi số 33 của chúng ta như sau cho cô này. Phần này là phần mà có khá nhiều từ vựng này. Đôi khi chúng ta còn bị rơi mất 0,2, 0,4 điểm trong phần trái nghĩa, do là người ta bắt chọn trái nghĩa mà đi chọn đồng nghĩa. Hoàng Lương bảo cô cho thêm 4 năm bạn nhận quà đi cô. Lương ơi, như đầu thì cô nói là 3 bạn nhanh nhất. Cố gắng lần sau vừa được 10 điểm mà lại vừa nhanh nhất nhá. Nào, câu hỏi số 33 cho cô này. Ở đây người ta gạch chân cái tính từ jobless, đúng không ạ? Jobless thì nó có nghĩa là gì các con nhỉ? Là thất nghiệp, đúng không? Tình trạng không có việc làm. Vậy thất nghiệp thì nó sẽ bằng ngay với từ gì đấy? Ngay đáp án A rồi, đó là unemployed. Ok, cô giáo sẽ mời vị khách mời thứ 7 ngày hôm nay nhá. Cô giáo xin mời bạn Dương Phanh Phanh à. Rồi, bạn này cũng trong lớp live VIP của Ngọc đây. Phương Anh này. Phương Anh đưa ra đáp án cho cô giáo như sau. 33 Phương Anh chọn A, 34 Phương Anh chọn B, 35 Phương Anh chọn C và 36 Phương Anh chọn A. Rồi, 34 bạn chọn đúng rồi. Câu này của chúng ta thì có đáp án B, lại là excited, hào hứng, phấn khích này. C, surprised có nghĩa là ngạc nhiên vậy. Và D là exhausted có nghĩa là kiệt sức. Và câu này dịch như sau. Anh ấy thì đang thất nghiệp và thường xuyên phải xin tiền ba mẹ, được chưa? Rồi, tiếp theo Trần Trung Ngọc câu hỏi số 34. 34 người ta đang gạch chân cái danh từ là reduction. Reduction thì nó có nghĩa là sự giảm. Sự giảm. Vậy đồng nghĩa với sự giảm đương nhiên sẽ là gì? Là decrease rồi. Và đối nghĩa với nó thì sẽ là gì nhỉ? Increase, đúng không? Câu này của chúng ta dịch như sau. Overhunting có nghĩa là săn bắt. Săn bắt mà over là săn bắt quá mức. Săn bắt quá mức là một cái hoạt động ấy mà nó dẫn đến cái việc giảm số lượng một cách nghiêm trọng, hoặc là gì về cái gì nhỉ? Số lượng chủng loài, hoặc là gây hại cho cái động vật hoang dã, đúng chưa? Như vậy chúng ta chọn giá đáp án là B. Thế còn A nhá, loss thì nó có nghĩa là sự mất mát, đấy nhá. C là consequence thì nó có nghĩa là hậu quả. Và D của chúng ta là sự gia tăng, đúng không ạ? Tiếp theo, chủ Trung Ngọc câu hỏi số 35. 35 thì các bạn nhớ cho cô Ngọc này, trái nghĩa nhá. Đi thi là rất nhiều bạn là dịch thì đúng nhưng mà đến khi chọn thì sai, bởi vì chọn thành đồng nghĩa. 25 của chúng ta như sau. A của mình là boring. Boring là có nghĩa là gì? Nhàm chán. B là demanding. Một công việc mà sử dụng tính từ demanding có nghĩa là một công việc đòi hỏi yêu cầu cao, khắt khe. C là fascinating có nghĩa là một công việc rất là hấp dẫn.
Và đi thì là gì ạ? Một công việc rất là nhàm chán, đơn điệu. Đáp án A và đáp án D của chúng ta là nó bằng nghĩa nhau, cho nên là nó tự loại trừ nhau. Vì chỉ được chọn một đáp án mà hai đáp án giống nhau là tự loại trừ rồi. Thế còn B, C, cho anh nhìn này, dead end. Thế bây giờ nếu như đi thi mình không biết dead end là cái gì thì mình sẽ phải dựa vào tình huống của câu để mình xác định nghĩa của nó. I would go mad. Ai mà chẳng biết mad có nghĩa là phát điên. Vậy câu này là tôi phát điên lên. Tôi sẽ phát điên lên nếu như mà tôi vẫn phải, đúng không ạ, làm một cái công việc mà nó như thế này. Vậy chứng tỏ là mình phát điên thì chứng tỏ công việc đấy nó sẽ rất là gì, mang tính tiêu cực. Nó gì, nó không có triển vọng thăng tiến này, đúng không? Nó dậm chân tại chỗ này, đúng không? Đấy, nó rất là nhàm chán. Vậy thì trái nghĩa với nó là một công việc cực kỳ hấp dẫn, là fascinating, đáp án là C, đúng. Tiếp câu hỏi số 36. Anh ấy thì là một người rất là gì, bướng bỉnh. Nó là một người rất là bướng bỉnh. Nhưng mà lại gì? À, nhưng mà những cái lời xu nịnh ý, thì thường làm sao đó anh ta? Thì các con thấy là bướng bỉnh thì tức là rất khó để mà có thể bảo nó phải làm cái này cái kia, đúng không ạ? Nhưng mà những lời xu nịnh thì có thể điều khiển nó được. Vậy chứng tỏ là những lời xu nịnh này mà người ta sử dụng cái thành ngữ là works like a charm on him ý, có nghĩa là những lời xu nịnh có tác dụng đối với anh ta, đúng không ạ? Có tác dụng đối với anh ta. Như vậy thì có tác dụng, đúng không? Đây là một câu vận dụng cao đấy các bạn ạ. Có tác dụng thì đối nghĩa với nó sẽ là không có tác dụng, đúng không? Với ai? Với cái gì? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, has no effect on somebody. Ok? Effect có nghĩa là hiệu ứng, có nghĩa là tác dụng, đúng không? No effect là không tác dụng luôn. Has no effect on. Thế còn has a strong effect thì đó là sẽ là đồng nghĩa có tác dụng mạnh mẽ đến. Còn nếu mà is completely successful in thì cũng là hơi hơi đồng nghĩa rồi, có thành công trong việc gì. Và D của chúng ta là gì ạ? Turns out to be a disaster for, là hóa ra là một cái thảm họa, đúng không ạ? Chả liên quan gì disaster cả, thảm họa ở đây hết. Như vậy chúng ta có đáp án đây. Vậy là cô Ngọc nhìn thấy là bạn nào ấy nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn Dương Phanh Phanh à? 10, tốt lắm, được chưa ạ? Tiếp theo chủ trung học có số 37. Thế này mà không được 10 điểm đề này à? 37, bạn nào, bạn Nhật Linh Đỗ, bạn có bảo là cô ơi có up link đề lên page được không ạ? Link đề cô giáo đã gì ạ? Đã gửi. Ok, được rồi. Chiều các bạn nhá. Tí nữa cô giáo sẽ bảo chị admin up link đề. Nhưng mà chắc phải là sáng mai thì chị mới up được nhá. Nào, câu hỏi số 37 của chúng ta như sau. Đây là một câu hỏi về giao tiếp và chúng ta có 0,4 điểm. Đừng bao giờ để mất hai câu giao tiếp. Nhưng năm nay với 2K3 thì rất rất nhiều anh chị đã để mất điểm câu giao tiếp. Và câu đấy cô giáo đã từng cho lên TikTok rồi. Rất rất nhiều bạn sai luôn. Đấy, cho nên là mặc dù cô nói đây là phần dễ nhưng không thể chủ quan được. A student is asking, một học sinh, đúng không? Thì đang hỏi cái người thủ thư ấy, đúng không ạ? Cái người trông coi thư viện là hãy giúp cô ấy có thể gì mà đánh máy, đánh fax một cái bản báo cáo. Thế thì học sinh mới nói rằng này, muốn nhờ mà, could you help me to fax this report? Ok, trước khi cô giáo làm câu này thì cô giáo sẽ chọn một bạn ra nhá. Cô giáo xin chọn đáp án câu số 8 của bạn này này, fan cứng đây này, Vũ Hương Dịu. Bạn Hương Dịu thì đưa ra cho cô giáo đáp án như sau. 37 bạn chọn C. Ok, và 38 bạn chọn C. Bây giờ nhìn vào câu số 37 này. Học sinh nói này, could you help me? Gì nhỉ? Cô có thể giúp em là fax cái bản báo cáo này được không ạ? Và cô thủ thư nói này, ây, it's very kind of you to say so. Thật là, bạn thật là tốt bụng khi nói thế. B, xin lỗi tôi không biết. C, chắc chắn rồi, số fax là gì nhỉ? Và D, thật là vớ vẩn, tôi không nghĩ nó hữu ích đâu. Đương nhiên đáp án chính xác sẽ là C, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ trung học cỏ số 38. Dương Phanh Phanh, em 9,8 ạ, em ấn nhầm một câu cô ạ. Đấy, đi thi mà lại ấn nhầm, giống như kiểu đi thi khoanh nhầm đấy. Tiếp, câu số 38 này. Bởi vì 9,8 với 10 điểm nó chỉ cách nhau có 0,2 một câu thôi, nhưng mà nó khác hẳn đúng không con? Điểm tuyệt đối bao giờ cũng rất là sung sướng. Nào, câu 38 này. Jolie is reading a magazine on famous people, asking her friend. Jolie thì đang làm sao nhỉ? Đọc tạp chí về những người nổi tiếng và hỏi bạn của cô ấy. Jolie nói này, do you think, bạn có nghĩ rằng, như vậy là một câu hỏi lấy cái opinion, lấy ý kiến quan điểm của người khác, đúng không? Bạn có nghĩ rằng những người nổi tiếng ngày nay có xu hướng tập trung vào gì, vào sự giàu có hơn là vào những cái thành tựu, thành tích không? Rồi bạn của Julie thì Jolie thì nói này, chấm chấm chấm. Và điều này thì set bad examples for. Ở đây cô Ngọc muốn nhắc một chút đến cái cụm này các bạn nhé. Set bad a bad example for somebody, nó có nghĩa là tạo gương xấu, làm gương xấu cho ai.
gương thì phải gương tốt đúng không, nhưng đây là làm gương xấu. Ok, đã ảnh hưởng xấu đến ai ấy, và điều này làm ảnh hưởng xấu đến những người trẻ tuổi. Như vậy thì các con thấy là khi mà Jolie nói đến, đưa ra một cái quan điểm mà Jolie's friend cũng đưa ra cái quan điểm tương tự, vậy chứng tỏ là nó đang phải làm sao, nó đang đồng tình với con bé Jolie này đúng không ạ? Đồng tình thì mình có A này, is out of the question, không thể nào như thế được, sai. B này, I think you're right on this, tôi nghĩ là bạn đúng với điều này rồi đấy. Câu C này, I think they focus more on achievements, gì đấy nhỉ, tôi nghĩ là họ sẽ tập trung nhiều hơn vào thành tích. Và câu D là not at all, không hề. Sao lại chọn C ở đây được bạn, là hương gì của cô ơi? Đáp án phải là gì các bạn? Đáp án phải là B, nó đồng tình với con bé này mà, đúng ạ. Nó đồng tình rằng là những cái người mà gọi là sao nhỉ, nổi tiếng ấy, họ đang tập trung vào sự giàu có hơn là thành tích. Thế nên nó mới nói là cái chính cái điều tập trung vào sự giàu có này nó mới làm ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, chỉ chạy theo đồng tiền chẳng hạn, đúng không ạ? Như vậy xong nhá, đáp án câu 38 của chúng ta phải là B cho cô. Dịu sai đấy, dịu là mất đi 0,2 điểm rồi đấy. Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc sang bài đọc điền để cô giáo xem nào. Ở đây thì cô giáo còn phần ngữ pháp là phần đọc, phần kết hợp câu. Phần này trong đề thi thì nó sẽ có 0,4 điểm, hai câu. Cô giáo sẽ chữa trước nha các bạn, là câu 49-50. Có bạn nào đưa ra đáp án cho cô câu 49-50 không? Câu 49-50 này thì các bạn ạ, cả hai cái câu này nó không khó lắm đâu, nhưng mà cũng rất là dễ nhầm nhá. Câu 49-50 cả hai câu này đều không khó nhưng rất là dễ nhầm. Đấy, cho nên là cũng không thể nào mà chủ quan được. Kết hợp câu sẽ có 0,4 điểm. Đấy, cô bảo là những phần nào dễ thì cô bảo là dễ, nhưng mà cũng vẫn có những bạn đánh mất 0,2, cực kỳ tiếc luôn. Rồi, cô giáo nhìn thấy đáp án là con ong chăm chỉ, nhưng cô giáo không gọi bạn chăm chỉ, ong chăm chỉ nữa đâu. Bởi vì gọi lúc nãy rồi, mỗi một buổi gọi một lần thôi. Nào, cô giáo mời bạn nào, ok, cô giáo mời bạn này nhá, Phan Minh Ngọc. Bạn số 8 nhá, là bạn Minh Ngọc. Đấy, bạn giống tên cô Ngọc này. Minh Ngọc đưa ra đáp án như sau. 49 thì bạn chọn D và 50 thì bạn chọn A. Bây giờ thử xem bạn Ngọc có đúng không nhá. Đầu tiên ý, chúng ta nhìn câu 49, nhìn cái câu gốc của người ta để xem là cái phải ít nhất các con phải dịch được sơ sơ 70% nghĩa của hai câu gốc này thì chúng ta mới làm được cái phần kết hợp câu. Để bây giờ mình xem này, câu này mình dịch như này này. My didn't follow his parents' advice on choosing his career. My thì đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ về việc chọn cái nghề nghiệp của mình. Chấm, giờ anh ta hối hận lắm. Thế thì các con sẽ thấy là, nhìn nhá, cái câu này tại sao dễ nhầm là bởi vì không nghe theo là người ta đã chia quá khứ đơn rồi, nhưng mà hối tiếc thì là hối tiếc ở hiện tại. Đấy, đấy là cái mà chúng ta phải nhìn ra khi mà chúng ta phân tích câu nguồn. Thế vậy thì câu này bạn ấy chọn đi là Mai ước rằng anh ta làm sao, ước ở hiện tại đây này, ước rằng là anh ta đã nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Thế con thấy là mệnh đề sau wish thì khi mà chúng ta ước một điều gì đấy mà không thể có thật ở trong quá khứ thì chúng ta phải lùi thì từ quá khứ đơn sang thì quá khứ hoàn thành, và chúng ta có chủ ngữ này cộng hết này và cộng với P2 của động từ. Vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì? Đáp án D. Diệu Hằng 50B TRA. 50B TRA là cái gì? Sao 50B? 50B thì sao ở đâu đây? Sao follow the đây này? Bạn phải đổi nó thành quá khứ đơn, thành quá khứ hoàn thành. Chứ bạn có nhìn thấy đây là người ta không có thật trong quá khứ không? Không có thật trong quá khứ, bạn phải lùi xuống thành quá khứ hoàn thành. Đấy, đấy là lý do tại sao câu này không khó nhưng mà lại dễ bị nhầm. Do là các bạn nhìn, các bạn không lùi từ quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành, đúng không? Đấy, nhá. Tiếp theo, chủ trung học có số 50. Câu 50 như sau này. Bạn ý chọn A nhá. Nào, the researchers developer. Những cái nhà nghiên cứu ấy thì đã phát triển cái loại vaccine cúm đầu tiên. Chấm. Đúng không? Chấm. There was có một cái gì ạ? Sự bảo vệ đáng tin cậy, đúng không? Chống lại bệnh dịch cúm ở đất này, ở đất nước này. Ý tức là vì đã sản xuất được cái vaccine cúm này cho nên là cảm thấy là có cái sự chống lại được bệnh cúm đấy, đúng không? Kiểu thế. Cái câu số 50 này chọn cái gì được bây giờ nhỉ? Thu Trà thì đang chọn đó là B đây này. Cô giáo đang nhìn thấy có rất nhiều bạn đang comment lên câu 50 thì không giống như Minh Ngọc, đúng không? Đấy, không giống như Minh Ngọc. Phạm Đà Ly này, đấy, cũng gọi B. Mà đáp án chính xác nhá, thì cô giáo đã đành phải xin lỗi Ngọc rồi. Đáp án phải là B cơ Ngọc ơi. Câu này thì gọi là vận dụng cao thì cũng chưa hẳn, nhưng mà cũng khó một tí đấy ạ. Đó là kiến thức về đảo ngữ, và chuyên đề này thì bạn nào chưa nắm chắc thì cần phải học ngay. Đảo ngữ cũng hơi khó một tí đấy nhá, bởi vì rất nhiều cấu trúc đảo ngữ mà chúng ta đều phải học thuộc. Bây giờ cô Ngọc sẽ nhắc lại cho các bạn nhá. Cô giáo sẽ nhắc lại cho bạn này. Đầu tiên đó là but for.
Before thì các bạn nhớ giáo này, before như ở đáp án A ý, thì chúng ta có before này, sau đó cộng với danh từ này hoặc là verb in này, đúng không ạ? Rồi chúng ta có chủ ngữ này cộng với would này, đúng không? Cộng have này, cộng P2. Và cái cấu trúc này của chúng ta như đáp án A ý, mình sẽ dịch là nếu không vì cái gì thì làm sao, đúng không? Thì câu A mình sẽ dịch là cái gì? Nếu mà không có cái vaccine cúm đầu tiên ý, thì đã không thể nào có một cái sự bảo vệ đáng tin cậy. Các bạn biết sai ở chỗ nào không ạ? Sai ở cái chỗ là cái chỗ wouldn't be này. Các con phải để ý cô giáo là cái mệnh đề đằng sau là there was, tức là nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà các bạn muốn nó gì ạ? Nó sai khác trong quá khứ, nó ngược lại với một sự thật trong quá khứ, thì bạn phải để câu đề gọi là mấy? Loại 3, đúng không ạ? Mà loại 3 thì mệnh đề chính của chúng ta phải là chủ ngữ cộng wouldn't, hoặc là would cộng have và cộng P2 của động từ. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần phải ghi nhớ nhá. Câu số 50 chọn A là không được. Được chưa? Rồi tiếp theo đáp án B này. Câu B thì bây giờ cô giáo sẽ nhắc lại cho các bạn cấu trúc với not until nha. Chúng ta có not until này. Rồi, chủ ngữ cộng động từ 1, rồi đảo ngữ ở mệnh đề 2, đó là gì nhỉ? Chợ này. Đúng không ạ? Rồi, cộng chủ ngữ cộng verb. Thế thì chỗ này các bạn sẽ có câu giáo là gì đấy? Were there, đúng không? Was there. Câu này dịch như sau này: mãi cho đến khi các nhà nghiên cứu phát triển được cái loại vaccine cúm gần đây ý, đầu tiên ý, thì mới có một cái sự bảo vệ đáng tin cậy chống lại bệnh cúm ở cái đất nước này, đúng không ạ? Các bạn thấy nó đã ấy chưa? Nó đã chuẩn cấu trúc chưa? Đây, đây là cái mệnh đề đầu tiên các con nhá. Đây mệnh đề đầu đây, chủ ngữ cộng verb đây, đúng không ạ? Mệnh đề sau các bạn đảo lên đây này, đúng chưa? Đó. Đúng chưa, đúng chưa? Câu này, nói chung là câu này cũng thuộc tuýp vận dụng cao. Tiếp theo câu C này. Câu C ở đây thì các bạn để ý cô giáo là nó có sâu, đúng không? Cô nhắc lại sâu các bạn nhá. Sâu này, sau đó cộng với tính từ này, sau đó cộng với be này, sau đó cộng chủ ngữ, sau đó cộng với that và cộng với một mệnh đề trật tự bình thường. Và nó sẽ dịch là quá đến nỗi. Và câu số, và cái đáp án C này mình sẽ dịch là gì ạ? Cái việc mà chống lại bệnh cúm ở quốc gia này nó đáng cậy đến mức mà các nhà nghiên cứu đã phải phát triển một cái loại gì vaccine đầu tiên. Sai bét, đúng, sai hẳn về nghĩa rồi. Và câu D thì các bạn thấy nó có scarcely, thì cô nhắc lại cấu trúc về scarcely các bạn này. Chúng ta có scarcely, đúng chưa? Hoặc là các bạn có hardly cũng được. Rồi sau đó cộng với gì ạ? Cộng với had này, đúng không? Cộng với lại gì nhỉ? Cộng với lại chủ ngữ này, cộng với P2 này, rồi cộng với when này, và cộng với lại một mệnh đề chia quá khứ đơn. Và nó sẽ dịch là gì ạ? Vừa mới thì đã. Vừa mới thì đã. Thế thì cái câu này, câu đi này các bạn thấy nó cũng sai hẳn rồi, đúng chưa ạ? Nó sai cả nghĩa luôn. Câu này dịch là gì? Các nhà nghiên cứu vừa mới phát triển vaccine cúm đầu tiên thì làm sao? À thì đã có một biện pháp bảo vệ đáng tin cậy chống lại bệnh cúm ở đất nước này. Câu này sai hẳn về nghĩa rồi, đúng không các bạn? Đấy. Như vậy là chúng ta có cho giáo đáp án là gì? Đáp án là D. À quên, đáp án là B nhá các bạn nhá. Đúng chưa? Đấy, thế là bạn nào nhà Minh Ngọc mới chỉ được 0,2 điểm phần này thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài đọc điền. Phần bài đọc điền ngày hôm nay thì các bạn nhớ giáo này. Going inside black holes, ok? Phần bài đọc điền này cô giáo sẽ chữa chi tiết cho bạn. Ok, bây giờ các bạn mở cho giáo 39 nhá. Bây giờ cho anh nhiều giáo này. Với phần bài đọc điền rất nhiều bạn sợ, đúng không? Nhưng mà chúng ta sợ thì phải đối mặt thôi. Hãy nhìn vào bài đọc điền đầu tiên cho cô. Ở đây các bạn nhìn câu giáo này, câu 39 người ta cho 4 đáp án đều cùng một loại từ là danh từ. Attempt là danh từ có nghĩa là sự nỗ lực, cố gắng. B là impression là danh từ sự ấn tượng. C là experience là kinh nghiệm, trải nghiệm. Và D là effect có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Thế bây giờ chúng anh nhìn câu giáo xem chọn cái gì. Hãy để ý câu giáo này, đừng hoảng, đừng sợ. Rất câu bài đọc điền này rất là dễ. Nhìn vào đây thì các con có in này, đúng không ạ? Đấy, to này. Thế thì mình có cho cô giáo một cái công, à một cái cấu trúc, đúng không ạ? Những bạn nào mà chỉ cần mục tiêu 7 điểm cũng phải nhớ được cái cấu trúc này. Đó là in an attempt to do something. Nhá. Và cấu trúc này nó có nghĩa là nỗ lực, cố gắng để làm gì, đúng chưa? Và bây giờ mình thử, thế thì như vậy đáp án chính xác sẽ là in an attempt to do something. Bây giờ mình thử dịch cho cô giáo xem nào. For years, trong nhiều năm qua, scientists, các nhà khoa học, đúng không ạ, đã nghiên cứu các cái hố đen
để cố gắng hiểu rõ hơn về cách thức mà những cái hố đen này nó hoạt động. Đúng ạ. Rồi, tiếp theo câu hỏi số 40. 40 thì trong phần bài đọc bìa thì không thể nào mà thiếu phần về đại từ quan hệ được. Who này, hay là whose này, hay là what hay là that. Whose ở đây của chúng ta là mang cái tính sở hữu này. Thế còn what thì đằng sau không được phép cộng danh từ nữa. That có thể thay thế cho người hoặc là vật này. Còn who là thay thế cho người ở vị trí chủ ngữ. Thế câu này các con chọn đáp án gì? Cô giáo sẽ chọn một bạn số thứ 9 ngày hôm nay nhé, để chữa bài đọc điền. Cô giáo xin mời đáp án của một bạn rất là fan cứng cộng 1 luôn. Đó là bạn Thu Trà. Trà đưa ra đáp án như sau. 39 Trà chọn A, đúng rồi. 40 Trà chọn D. 41 Trà chọn C. 42 bạn chọn C. Và 43 bạn chọn B. Câu 40 này bạn chọn D. Cô giáo hoàn toàn đồng ý với bạn. Đó là that. Vì sao lại như vậy? Thì các bạn để ý cô giáo nhé. Đằng trước của chúng ta nó có anything. Đây này. Thì khi mà các bạn được học như cô giáo dạy về mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ là nó nhắc rất rõ rồi. Nếu như mà chúng ta có một cái đại từ bất định như là anything thì thay thế cho cái đại từ bất định đấy chúng ta phải sử dụng gì? Phải sử dụng đại từ quan hệ là that, đúng không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cho cô giáo đáp án chính xác của chúng ta sẽ là D. Và câu này của chúng ta dịch cho cô giáo như sau này. Giống như những cái máy hút bụi ấy, đúng không? Thì các hố đen nó sẽ gì hút tất cả những gì? Những gì mà gì đi qua chúng, tức là đi qua cái hố đen là bị hút hết vào cái hố đấy, đúng không ạ? Rồi chúng ta chọn câu giáo là gì nhỉ? That chá. Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc này, câu hỏi số 43 à 41. 41 là một câu hỏi về từ vựng, chúng ta có embrace là sự ôm này, đúng không ạ? Danh từ B của chúng ta achievement đó là thành tựu này, thành tích này. C của chúng ta là gì ạ? Grasp nó có nghĩa là lực hút, đúng không ạ? Lực hút, sự hút lấy. Và câu D của chúng ta là catch là sự nắm lấy. Thế bây giờ chúng ta nhìn xem, nghe thế này thì có vẻ như là chúng ta chọn grasp là đúng đấy, bởi vì hố đen nó hút mà, thì nói đến cái lực hút của hố đen. Thế bây giờ chúng ta nhìn nhá. Even light cannot escape the gì đấy a black hole. Ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi được lực hút của những cái hố đen này. Như vậy đương nhiên là đáp án C rồi. Tiếp theo câu số 42 cho cô. 42 ở đây thì kiến thức về cái gì trạng từ liên kết. Chúng ta có moreover, in fact, however hay là therefore. Có một lời nguyền đối với những bạn mà chúng ta làm bài đọc điền, các bạn cứ hay truyền tay nhau rằng là nếu như mà bài đọc điền của chúng ta mà có đáp án nào mà là however thì thường là chọn đáp án đấy. Thì có vẻ như là nó sẽ work ở trong cái bài này, đúng là như vậy. Cái câu số 42 này chúng ta cũng chọn đáp án là C, however. Nhưng không phải lúc nào chọn however đâu nhá. However, ở đây các bạn có however thì nó mang nghĩa là tuy nhiên, tức là gì? Nó đối lập, đúng không? Hay bây giờ cho anh nhìn vào câu số 42 của giáo này. Nó nói này, scientists are able to detect, tức là gì nhỉ? Các nhà khoa học có thể xác định được, đúng không ạ? Sự tồn tại của gì? À, của cái hố đen trong không gian nhờ tác động của chúng lên một cái gì? Một cái khu vực quan sát được. Ở bên trên nhá, các bạn thấy là gì? Người ta đang đưa ra một cái sự thật là hố đen gần như là không thể nhìn được. Tức là người ta không thể nhìn được cái hố đen. Thậm chí người ta sử dụng các cái kính viễn vọng cực kỳ là gì ạ? Tối tân. Telescope là kính viễn vọng. Người ta sử dụng kính viễn vọng cực kỳ tối tân, người ta cũng không nhìn ra được cái lỗ đen ở cái chỗ nào ở trong không gian vũ trụ cả. Nhưng tuy nhiên thì các nhà khoa học vẫn chắc chắn là có hố đen dù không nhìn thấy, vì họ thấy được cái tác động của hố đen lên các cái vùng, khu vực mà họ quan sát được. Hiểu không ạ? Vâng, như vậy đáp án chính xác của Lão Ngọc là however, bởi vì nó đối lập, hai cái ý đối lập, đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu cuối cùng ngày hôm nay của câu 43, chúng ta có other, another, others và each. Hay quá, phần này cô giáo vừa mới dạy lại trong lớp live C xong. Đó chính là về cái gì ạ? Về, trong cái phần về hôm trước vừa dạy về gì ạ? Lượng từ, xong rồi các cái trường hợp hay nhầm lẫn ấy. Thì chỗ này các bạn nhìn cô giáo như sau này. Ở đây thì chúng ta có cho cô là đằng sau ô trống cần điền. Đằng sau ô trống cần điền. À không, đằng trước ô trống cần điền có one. Đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy là one cái gì ạ? One another thì nó có nghĩa lẫn nhau, đối với ba người ba vật trở lên là lẫn nhau. Thế thì câu này mình dịch cho giáo nhá. Các cái hố đen ý, nó cũng có thể hình thành khi mà một vài những cái ngôi sao lớn và dày đặc nó gì? Nó collide with each other, collide with one another, tức là nó va chạm với nhau trong không gian. Các con sử dụng one another hay là each other ấy, đó là khi mà chúng ta muốn nói là lẫn nhau. Các con sử dụng one another khi mà nó có ba người ba vật trở lên, đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta chọn câu giáo đáp án là B. Đúng chưa? Các cái ngôi sao nó va chạm lẫn nhau ấy. Như vậy là bạn nào đấy nhỉ? Bạn Thu Trà, giỏi quá nhỉ? 10 điểm.
Cô giáo vừa nhìn bảng điểm thì thấy Thu Trà điểm cũng rất cao, hình như 9,8 hay 9, mấy ấy, đúng không? Đấy, nhớ chưa nào? Bài đọc điền này cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Và cho chúng ta cái kiến thức thêm về hố đen. Các bạn có muốn cô giáo dịch nguyên cái bài đọc điền này không? Going inside black holes, hãy vào sâu trong hố đen. Now, one of the changes, một trong những cái hiện tượng kỳ lạ nhất trong vũ trụ đó chính là hố đen. Trong nhiều năm thì các nhà khoa học đã nghiên cứu về hố đen để nỗ lực cố gắng hiểu rõ hơn về cách thức mà hố đen hoạt động. Giống như những chiếc máy hút bụi thì các hố đen sẽ hút hết bất kỳ một cái gì mà đi vào, đi qua cái quỹ đạo của chúng. Cái lực hút nó đáng kinh ngạc đến nỗi mà những cái hố đen này ấy, thì làm sao nhỉ? Tạo ra, à, lực hút đáng kinh ngạc mà các hố đen tạo ra thì nó gì? Nó đến từ lực hấp dẫn. Đấy, chúng có thể nhanh chóng swallow up anything, nuốt chửng một cái gì đấy. Ví dụ như là một cái hành tinh này, đúng không? Hay là gì ạ? Giác vũ trụ này, hay là bất kỳ một cái gì mà gì khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả ánh sáng thì cũng không thể nào mà gì trốn thoát khỏi được cái lực hút của hố đen. Gì đấy ạ? Lực hút của hố đen, vì chúng có thể hút được ánh sáng nên gần như ấy là làm sao nhỉ? Nên gần như là hố đen không thể nào nhìn thấy được, kể cả là với những cái kính thiên văn mà có công suất lớn. Tuy nhiên thì các cái nhà khoa học vẫn có thể xác định được sự tồn tại của hố đen trong không gian, bởi vì cái ảnh hưởng của hố đen lên những cái vùng quan sát được, đúng không ạ? Rồi, các hố đen thì làm sao có thể hình thành theo một số cách. Một cái loại hố đen hình thành khi mà một cái ngôi sao nó kết thúc cái vòng đời của nó, và nó sẽ biến mất, nó sẽ chết trong một cái vụ gì đấy, vụ nổ sao, vụ nổ gì đấy, đúng không ạ? Chúng cũng có thể tạo ra, tức là chúng ở đây, tức là cái hố đen ấy cũng có thể tạo ra, có thể xuất hiện khi khối lượng của một cái ngôi sao nó trở nên quá lớn đến mức mà nó sẽ tự sụp đổ. Những hố đen cũng có thể xuất hiện khi mà một vài những ngôi sao dày đặc và lớn nó va chạm với nhau trong không gian, đúng chưa? Hay quá nhỉ? Đấy, kiến thức của chúng ta thì được mở rộng thông qua những cái bài đọc điền này, đúng không? Dịch ngựa hay như cô giáo dạy văn luôn cô ạ. À? Ngày xưa cô Ngọc là đội tuyển văn quốc gia đấy các bạn ạ. Đi thi quốc gia đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cho cô giáo phần đề ngày hôm nay, và cô giáo còn một bài đọc hiểu nữa thì cô giáo sẽ cho các bạn đáp án nhá. Và các bạn biết rồi đấy, đấy có tận 6 bạn được 10 điểm ngày hôm nay. Rồi, câu 44 thì các bạn chọn cô giáo đáp án là 44 là B này. Rồi, 45 các bạn chọn cô giáo là B. 46 thì các bạn chọn cô giáo đáp án là D. 47 bạn chọn đáp án hộ cô là B. Và 48 thì bạn chọn hộ cô đáp án là C. Đấy. Vâng ạ, như vậy là cô Ngọc đã hoàn thành xong. Các bạn có thích cô giáo chữa đề như này không? Và đây mới chỉ là cô giáo chữa đề trên fanpage. Còn khi mà các bạn đã bước vào khóa luyện đề của cô Ngọc thì cô Ngọc chữa 100%. Bất kỳ cái gì nó xuất hiện trong đề thì cô giáo đều chữa cả, được chưa? Ok. Cô chơi kinh thế á? Mấy bài đọc chỉ thích mỗi dịch á hả? Rồi, được chưa? Như vậy là cô giáo tuyên dương nhá, tinh thần của 2K4 hôm nay là có 6 bạn được 10 điểm. Những bạn, nhưng mà vẫn còn những bạn mà 1,8 với 2 điểm là ngay cấp tốc là phải đăng ký ngay khóa học tiếng Anh của cô Ngọc đi. Bắt đầu ngay từ like share cho cô nhá. Bắt đầu ngay từ like share, được chưa? Rồi, sắp tới đây thì cô Ngọc sẽ chuẩn bị khai giảng khóa học luyện đề đấy. Và chúng ta cũng chuẩn bị có sách luyện đề. Năm nay thì những bạn mà trong khóa thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm cực kỳ ấn tượng luôn. Đó chính là một hộp đề cho riêng khóa học. Thì những bạn là trong khóa học chúng ta sẽ có một hộp đề luôn. Bất cứ khi nào mà cô giáo đã in sẵn tất cả cho chúng ta rồi nhá. Rồi, ok, như vậy là cô Ngọc đã hoàn thành xong buổi live ngày hôm nay. Chúc mừng tất cả các bạn. Và đây mới chỉ là một đề tham khảo cho 2K4 thôi. Và chúng ta sẽ còn sắp bước vào cái chặng đường luyện đề rồi. Chúng ta cố gắng là bồi dưỡng kiến thức ở nền tảng đi, các cái chuyên đề trọng tâm đi, rồi sau đó chúng ta mới bước vào luyện đề một cách tự tin được. Và luyện đề thì là một trong những cách mà hay nhất và hiệu quả nhất để các bạn có thể tổng hợp kiến thức và biết là mình đang còn thiếu sót chỗ nào nha. Ok, rồi cô giáo cảm ơn các bạn. Thank you and see you next time. Bye bye.